Hello, hôm nay mình sẽ chơi game bài tập 2 vẽ công nguyên dân nha. Và đây nhân vật chúng ta game bài tập 2 sẽ là công phu hành. Tôi mình hơi bận mình sẽ phải cho tôi mình tắm á, tắm bằng một miếng xà phòng này cho mình ăn. Tắm xong rồi mình sẽ xả nước thật sạch đi nha. Rồi vẫn chưa được đâu. À hình như mình phải cho tôm đi vệ sinh nữa. Rồi chúng ta cho tôm đi vệ sinh này. Hành đã để chúng ta trồn vào từ giờ máy 500. Đói à. Rồi chúng ta sẽ cho tôm ăn gì đây ta. Mắm này. Mắm này nó rồi. Mắm này. Thế là cho tôm ăn thử một cây kem siêu lạnh nha. Đóng băng luôn cho nó ăn này. Ủa, biến thành màu xanh này. Mứt ốc. Rồi lại đi chơi một số gì đó cho vui lên này. Rồi đi chơi bóng rổ chơi đi. Thì ra cũng mệt quá nhá. Ủa này. Chù Chù Phò nồng no. Phò Phai so bên này đi. Tôm đang rồi. Căn này sợi. Công phu hành với những pha vật lộn siêu đẳng cấp luôn. Vật rất cao này. Sập nó. Mình đã thay mỗi trồng một khe được rồi. Thay mỗi trồng một ghế ra. Đó 21 nữa. Mình kiểu là ui, bộ này có vẻ được đấy nhở. Mà 24 mà mình không đủ tiền mua rồi. Rồi tiếc một chút. Bộ cánh nha. Bộ cánh này mình rất là buồn cười rồi. Và mình sẽ cho tôi mặc bộ này nhé. Mình có mũ thì xịn rồi. Có mũ nào bán bằng vàng này. Mình rất tiền mình mua rồi. Mình chưa mua bằng vàng này. Vậy thì chúng ta sẽ làm bài trình bày đi cái mũi nào. Mình sẽ tha cho một mình là mình. Một chút thức ăn bay ở ngoài xe. Chúng ta sẽ bay theo. Nếu bài nhưng mà bột tắm này vừa có rồi thì nó đã quy đổi thành sang này. Tiếp vào đây đi. Chuyến nữa nhỉ. Một quà với những một quà siêu xịn luôn. Nhạc quà này mới nào. Mới cửa sổ mình có chứ nhỉ. Nhạc quà chúng ta chưa có nha các bạn. Vậy nên mình sẽ lắp đặt cái cửa sổ này luôn. Tiếp tục vào một chuyến bay nữa nào. Lấy hộp quà mấy điểm đi. Nó lắm chưa lấy hộp quà mấy điểm rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thằng này cũng có rồi. Ôi nậu toàn đồ có rồi chúng ta. Tiếp tục cái máy bay. Lấy một quà ở trên lô bài tím này. Thằng như bên nào cũng nhiều đồ xịn. Vì level 10 chúng ta mới có được sang bên này. Thằng như level 20 chúng ta mới có được.
luôn buồn cầu hình khúc cây. Mình sẽ làm một chuyến nữa. Cục phù hành thì vẫn đang chạy ở bên này, thu thập vèo và dưới đang trốn như mình chưa lo. Đẹp, đừng ngồi qua đây. Ừ, xem có thể. Cái tàm mình kiểu sách từ ngoài các bạn này. Rất là đẹp, mình đã bắt luôn. Tiếp tục vào. Sợi công của anh đã đổi chỉ qua trồn và thu thập được một cọc pháo hoa. Mới đặt được cọc buồn. Đây. Rồi. Đây. Này, có rồi luôn. Đặt ra chơi game đấy. Chơi game này. Nhiệm vụ của mình là thu thập những món hoa. Nó 2-3 lượt đi nhờ. Đỏ này, tím này. Đấy, mũi màu tím đi. Gồm với nhau. Đỏ lên. Chai đỏ. Gồm lên. Xong nha. Đây là màn đầu tiên mình đã xong rồi. Và qua màn thứ hai. Chrome 2. Không phải là biến thành quả bom này. Ui trời ơi, đây phải hết rồi. Xong. Màn 2 cũng khá là đơn giản nè. Tiếp màn 3 nè. Quẩy màn 3 có những chiếc hộp gỗ này. Quả bom này. Đây là đi hai lần trả hồi. Trời ơi, có gì vậy? Nó là một lần bùng phát rồi. Ô, hết lần đi. Giờ không phải được qua lần này rồi. Chúng ta chơi game sâu về đây. Và chưa lọt sâu vào nhạc. Mèo, tôi có vẻ rất vui với chiếc đệ mèo so này. Bay nha. Tôi bị bệnh rồi, chúng ta đã đi khám bệnh rồi. Mình sao ta đi xuống tay à? Và mình sẽ phải dùng loại thuốc này để bôi vết thương. Hợp lý mà.
Thằng này, thằng này tạm được. Kín nó vào nha. Bàn trên này sẽ màu nâu này. Rồi. Còn một màu nữa, xem cái màu gì nữa nào. Kem đi.